mình lại sợ mày quá cơ, có ba thằng thôi hả? Trời ơi, em giỡn anh ơi, anh ơi em giỡn anh ơi, bình tĩnh tự tin và đừng cây khủ anh ơi. À, trời ơi, happy, trời anh làm gì tôi? Ô mấy anh định làm gì tôi? À, anh ơi làm gì tôi? À, trời ơi, sao anh không làm gì tôi? Quẹo lửa luôn con cô bác ơi, quẹo lửa luôn nè, nay bán mai nghỉ mốt. Cái lôi ra bán nữa nè các bạn ơi. Hú le xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị, mấy cô gì cả chú thím nha. Thế thì hôm nay mình sẽ túc cạch tiệp, bỏ một số tiền nhỏ nhỏ ra nữa để mình mua cái một cái ạc từ webshop kho@.vn nha. Để mình mua mình tặng cho các bạn nào mà chưa có ạc các bạn chơi nè. Thì là cái webshop này mình cũng đi ai cũng được khoảng nửa tháng rồi đó các bạn, và rất là uy tín nha, không có vấn đề gì lăng tăng hay là lung tung beng gì hết. Cho nên các bạn khỏi phải lo lắng khi mà mua ạc sẽ bị sai thông tin hoặc là cái gì đó bị hack, không có nha. Ạc rất là uy tín luôn nha các bạn ơi. Webshop tên là kho@.vn. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ đi mua một cái ạc để tặng cho các bạn luôn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ kéo xuống đây và mình sẽ lít vào cái mục liên quân. Đấy, mình mua ạc liên quân thì mình mua liên quân nha. Còn các bạn nào mua ạc liên minh thì các bạn chọn đúng cho mình nha, tránh tình trạng các bạn mua lộn, các bạn qua liên minh các bạn mua và các bạn đăng nhập qua liên quân thì sẽ rất là sai nha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm một cái ạc nào đó. Đây nè các bạn thấy không, mỗi khi mình lít vào nó sẽ hiện lên cái bảng thông báo và các bạn hãy đọc kỹ nha. Thời gian xử lý thẻ của người ta sẽ là vài phút nè, và thanh toán bằng ATM ví điện tử sẽ giảm 20%. Mọi thắc mắc của shop vui lòng liên hệ fanpage nha, hoặc là liên hệ số điện thoại của người ta đó các bạn, số quá đẹp luôn các bạn à. Ok, bây giờ mình sẽ kéo xuống và mình sẽ kiếm nè. Bây giờ thì đối với mình thì răng nó không quan trọng nha, răng súng răng sữa gì cũng được hết, miễn sao đừng có gọi là rụng liên hàm mà được rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ tìm quan trọng nhất, đó chính là cái bậc ngọc nha. Mình sẽ tìm ngọc 90 nè, và giá thì chắc là mình sẽ tìm từ cái mức giá từ 500 đến 1 triệu nè các bạn ơi, để mình lấy một cái ạc thật là ngon mình tặng các bạn nha, để các bạn có thể mà leo răng hiệu quả được. Ok, bây giờ mình sẽ ấn vào nút tìm kiếm nè. Mình lít vào bất kỳ một cái mục nào luôn nó sẽ hiện lên các bạn thông báo, và các bạn hãy đọc kỹ các bạn thông báo bất kỳ cái mục nào các bạn lít vào ở trong cái kho, cái webshop là kho@.vn nha. Bây giờ mình sẽ kéo xuống mình kiếm cạc mình mua cho các bạn nha. Đây rất là nhiều sự lựa chọn rồi các bạn ơi, bây giờ mình có 700.000 mà có rất là nhiều sự lựa chọn các bạn ơi, không biết là giờ chọn ạc nào bây giờ ta. Để bây giờ mình sẽ tìm thử nha các bạn ơi. Ok, chắc là mình sẽ mua cái ạc ở khung đầu tiên luôn nè các bạn ơi. Cái ạc 600.000 tiền cạc nè. Còn nếu mà các bạn thanh toán bằng thẻ ATM á thì nó sẽ còn là 480k nha. Và bậc ngọc là 90 nè các bạn. Trang phục là 15, tướng là 21 nha. Bây giờ mình sẽ lít vào chữ mua ngay nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem thông tin về cái ạc nha. Trước tiên là mình xem danh sách tướng cái đã, nhưng mà mình thấy là có viên đá quý nè các bạn ơi, thì điều này sẽ rất là cần thiết đối với các bạn nào mà rất thích những cái vị tướng hoặc là trang phục nào trong cái mục đá quý nha. Để xem coi là có tướng gì các bạn. Ok, Batman này, Violet, những vị tướng mà có thể đi gần nè các bạn ơi. Và có những vị tướng Nimitz nữa. Bây giờ mình sẽ xem qua, bây giờ trang phục mình cũng không cần lắm đâu. Xem ngọc như thế nào các bạn. Đây, có một cái bản ngọc 90, cái bộ ngọc này là chuyên đi gần nè các bạn ơi. Đấy, cái ạc này là các bạn nào mà thích đánh vị tướng đi gần á thì mình sẽ tặng cho, nói chung là mình tặng nha, các bạn nào nhanh tay thì các bạn lấy được thôi. Ok, và bây giờ là mình sẽ lít vào cái chữ mua ngay nè các bạn, tại vì mình đã có 700.000 trong tài khoản rồi nha. Ok, mình lít chữ mua ngay các bạn à. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục ấn vào nút mua ngay nữa nha các bạn. Ok, và lại hiện lên một cái bảng là mua tài khoản số, bạn có chắc chắn ok mua luôn các bạn. Bây giờ là khi mà mình mua xong á, các bạn lít vào ok nè, nó sẽ đẩy các bạn đến một cái trang, đó là các bạn nhận ạc để các bạn thay đổi mật khẩu nha. Ok, và bây giờ là cái ạc nãy mình mua là cái nào ta? Cái cuối nè các bạn ơi, cái 7006 nè các bạn. Ok, để mình xem là tài khoản, những cái tài khoản trên là mình đã mua ở những cái ngày trước lâu rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình đã mua cái ạc 600.000 nè. Đấy, mình mới mua nha. Thì bây giờ là mình sẽ lấy hai cái tài khoản với lại cái mật khẩu này, mình vào mình check ạc để xem coi là có đúng như trong hình người ta để hay không nha. Ok, và mình đã vào được ạc thành công nha. Nhưng mà để xem bây giờ mình coi có phải là 21 tướng và mười mấy trang phục không nha. Đây đúng là các bạn, 21 tướng 15 trang phục nha. Thì để xem cái mục quan trọng tiếp theo đó là ngọc nè. Đây, nè, đúng y chang rồi đó các bạn. Ở ngoài sao là trong hình nó y chang vậy luôn nha. Và bây giờ cái quan trọng nhất là coi cái viên đá quý nó có còn. Đây là các bạn, đấy, chặt rất là đúng nha. Và bây giờ là mình đã check ạc đã thành công. Thì bây giờ cái tiếp theo là mình sẽ xem coi có phải là thông tin trắng cái ạc này không nha các bạn ơi. Ok, và mình đã check ạc thành công nha các bạn ơi. Thấy mình vào là mình thấy ạc rất là trắng luôn, không có đăng ký bất kỳ cái gì cả các bạn ơi. Mật khẩu nè, số điện thoại chưa đăng ký luôn nè, email chưa đăng ký và số chứng minh chưa đăng ký luôn. Và bây giờ thì bạn nào nhanh tay thì cái ạc này sẽ thuộc về các bạn nha. Thì tài khoản nó tên là 123 yêu em cái gì giờ nhi chữ giờ này các bạn, còn mật khẩu là 6788RHNK55. Các bạn nào nhanh tay thì mình chúc các bạn sẽ có được cái ạc này để các bạn chơi nha. Ạc là ngọc 90 và có một viên đá quý nữa sẽ rất là sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái việc leo rank nha. Khi các bạn có một bộ ngọc 90 rồi là các bạn sẽ leo rank nó rất là hiệu quả luôn.
Ok, thì cái shop akho@vn này các bạn thấy đó rất là uy tín nha, và ạc rất là ngon luôn, ngọc 90 đàng hoàng các bạn, trong hình sau là vào game các bạn check y chang vậy luôn. Các bạn nào mà đang có nhu cầu mua ạc và tìm kiếm mua ạc thì các bạn hãy đến với lại web shop akho@vn nha. Thậm chí là các bạn nào mà có bạn bè của bạn đang cần tìm mua ạc á thì các bạn hãy giới thiệu giúp mình nha, đến cái web shop akho@vn để các bạn mua ạc nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo. Ơ mà quên nữa, mời các bạn cùng xem cái clip về vị tướng ngày hôm nay mình làm nha. Bye bye. Từ 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 từ
bỏ cao ta bỏ mà bên đây hút lê. Xin chào tất cả bà con cô bác anh chị em, cái cô gì cả chú thím nha, để cái xem cái kênh cả YouTube cấp bên đây cái gai mình TV của em nha. Ở thì hôm nay em túc cả tiệp cả đổi tướng luôn, em ghét luôn, em không em chơi bị tướng cả nát luôn, em cũng không chơi bị tướng cả mù luôn, em chơi bị tướng gai dách nha mấy bố. Lúc đó là bây giờ mình qua đếm các bạn, để không là ông nội cà nát róc nó qua nó cướp bồ đó các bạn ơi, không biết làm sao á. Bây giờ mấy thằng nào mà nó chơi nát róc nó ăn bùa xanh xong nó quay qua nó cướp bồ đỏ lắm các bạn à. Chơi mày kè tao nữa đó, cái đầu xanh mày bố mày lại sợ đẩy cho mày ăn luôn nè, tao đẩy cho mày ăn luôn đó, cái đầu xanh mày. Trời ơi, xem tí nó ăn con đó là mình bị chửi chắc luôn đó các bạn. Chơi ngu lý tiếng mà không sao các bạn ơi. Trời ơi nè, bây giờ nè, ok, bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè. Khi mà farm xong đàn quái này nha, thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi đúng không? Khi mà farm xong thì chúng ta sẽ chịu khó mà vận động thể dục thể thao đồ, đi tập dưỡng sinh đồ, đi phá làng phá sớm người ta để mang lại cái lợi thế cho tem nha. Tránh tình trạng đứng ôm trụ long thần trưởng luôn là không ai chơi được đâu nha mấy bố. Đi mid là rất là quan trọng nha, cho nên các bạn phải chịu khó nè, đi phá làng phá sớm mấy này nè để không cho nó farm các bạn. Câu kéo thời gian lại, mày farm cho người ta một cái con kích nắc lên kìa, nó đá cho mày bỏ mọa mày luôn chứ mày farm hộ luôn. Trời, đầu quốc luôn, cái thuốc chén luôn, đá bỏ mày, tao biến à, tóc biến hả mày. Cái chén cơm đầu nó thuộc về con gai dách các bạn ơi, rất là phè, rất là đẻ luôn các bạn ơi. Mới vô mà được một mạng, tao nói nó đẻ gì đâu, nó trầu luôn. Cơ hết con quái gần này xong, mình sẽ làm những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Thế thì tình hình hiện tại Ukraine cứu bà đang căng thẳng, thì con bà lâu đi é, nó không được đi bán hột é rồi các bạn ơi. Mày ra đây mày farm một cái, tao đập cho mày mám, nhìn mày không ra liền. Chơi vậy nó rất ức chế luôn các bạn, nó đâu có farm được đâu. Thì cái lượng vàng của nó và cái lượng kinh nghiệm của nó. Chơi, mày nhảy đèn tao hả? Trời bố, lại ngán luôn quá cơ. Mày đừng có kè tao nha, tao ăn trụ rồi tao đá bỏ mà, đừng như là không băng các bạn. Không băng nha, băng vô là chết thiệt á. Chị ngu lấy tiếng thôi chứ đừng có mắm vô quá nha các bạn. Ok, bây giờ mình vô mình hỏi thăm sức khỏe cái thằng nắc róc tiếp các bạn ơi. Nắc róc nha, có chốt, có ba. Nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Thôi bỏ đi, mình ra mít mình farm thôi, bình thường thôi. Đấy, con lâu dé nó mất nãy giờ mấy con quái rồi các bạn. Thì các bạn thấy không, cái lượng vàng của nó nhỏ hơn mình. Ủa, cái lượng vàng của nó ít hơn mình rất là nhiều nha. Các bạn hãy cố gắng chơi sao mà đi đối phương ở giai đoạn đầu game. Thì những cái tiếng tự nó sao đi các bạn, xuống rồng các bạn ơi, để không nó gốc nó ăn rồng là bỏ mòa đó các bạn ơi. Giải tán đi anh ơi, giải tán giùm em đi, rồng của em mà cái ra lăn hoài luôn, ăn ngộ cái trời ơi luôn. Xong rồi cái kiểu này rồi, con rồng sẽ hụt về tem của mình. Trời ơi, nói sao đi các bạn ơi, quất luôn xuống ra bò mòa mày luôn nè, chơi luôn lụm luôn tán bò mòa từng thằng luôn các bạn ơi. Trời ơi, rất là phe luôn. Thôi bọc đầu ra sao thế nào cũng lụm được mạng rồi các bạn ơi. Chạy hộ một cái luôn nè, con lộc đâu ghé nè, đi bán hộp é luôn nè, lên dễ luôn. Địch bù kêu không dành cho vị tướng Kaga dách luôn các bạn ơi. Cứ hết mà cứ hết không lại người ta các bạn ơi. Nhưng mà cũng rất là phe rồi, mình ăn được mạng của thằng Na Róc, mình có cái bùa xanh nữa, thì cái giảm hồi chiêu của mình nó sẽ rất là tiện cho mình luôn nha, để trong cái giai đoạn mình bam kêu nha. Nhưng mà mình cũng không đành cái vị tướng này nữa, tại vì cái vị tướng này nó dùng nội năng đó các bạn. Mình không biết là nó có giảm hồi chiêu hay không, tại mình ít chơi vị tướng mid mình không biết nha. Các bạn nào biết các bạn có thể comment phía dưới để mình có thể hoàn chỉnh những điều mình chưa biết hơn nha các bạn ơi. Để vô phá thằng nắc đóng tiếp các bạn, cái không cho nó farm như thế này nó rất là ức chế nha, và nó không có lượng vàng nên nó quýnh đâu. Ê trời ơi, mày kéo cái giống quần đùi như vậy, cái đậu xanh nó lên đi các bạn, không né là xanh lại, nãy giờ cũng xanh cỏ rồi đó. Trời ơi luôn. Ê mày làm gì đó man, mày làm cái gì đó ô mô ơi, mày kiếm cái gì ở đây, mày kiếm hộ một cái tem mày chết hết rồi.
giải tán các bạn ơi. Trời ơi, khóa vậy xong nắng nóc mới chơi được các bạn. Mà hãy cố gắng làm những cái điều này nha. Vì các bạn làm như vậy á là các bạn sẽ cái nhất nè, các bạn quấy rối nó, các bạn không cho nó farm nhanh được, và nó sẽ ra khỏi vực rừng chậm hơn rừng của mình. Và cái thứ hai là nó sẽ nó có lực chế là nó sẽ không có thể nào mà nó farm được nè. Nói chung là các bạn sẽ tạo lại cái lợi thế cho cái tem của các bạn rất là nhiều nha. Cho nên là khi mà farm xong ở giai đoạn mid á, cái các bạn vị trí mid á, nãy mình nói giống buồn đùi vậy ta, nói sao được mày, cái đầu xanh to mà mày đây đó, canh mà quét thôi các bạn ơi, xong luôn con mẹ lâu cái ghé xét bệnh dẹp cái xe đi bán hộp á luôn các bạn ơi. Đầu lên dĩa hoài vậy mà chết hoài. Ê, trời ơi, banh theo xỉn đi, phá lén các bạn ơi, nó phá muốn banh vô cái trụ trong kia luôn rồi các bạn ơi, mà ông nào về hết. Trời ơi luôn, ok mình sẽ ra đây mình phá mít luôn, nhưng mà mình không có đam các bạn ơi. Trời, hay luôn, hay mấy què con bắt ơi. Trời ơi, mày kéo giống quần đùi gì vậy. Trời bố mày lại sợ mày quá cơ. Mày làm, ơi, trời, mày kè tao nữa rồi đó. Trời ơi, mình đeo cái gì vậy bà nội. Trời ơi luôn, làm cái gì thế. Tức mình đó các bạn, cái cây cú của nè đó. Tại vì nãy giờ mình là cái thằng phá làng phá sớm quá mà các bạn, sao người ta không cây cú được thiệt chứ. Lý do mình không lộ bản mặt mình lên là như vậy đó các bạn, không là nó đấm cho má nhưng không ra luôn. Cứ mình nghĩ tới cái cảnh tượng hoài luôn các bạn. Lỡ một ngày nào đó mà mình lộ mặt ha, ngồi trong quán cà phê, á đu thằng Vanny kìa, bố tán tụi nó gớt ghế luôn các bạn ơi. Trời ơi luôn nè, nói sao được bạn. Bò mà mày đang xóa xóa bố. Trời cái gì mà cả lũ vậy mấy bố. Trời ơi, có mình tôi mới giận 5 thằng vô đá các bạn ơi. Hai thằng thôi là muốn xuống răng cửa một đùi vô nhập viện luôn các bạn ơi. Trời ơi, chỉ có mạng là 4 thằng nó bu vô đập cho má không ra luôn các bạn ơi. Trời ơi, sao sát nhiều vậy trời. Trời ơi, quá trời sát luôn các bạn ơi. Ôi, mấy này đúng rồi, mấy này như nó có khái niệm nè các bạn. Giống mình nè, chết cấm, chuẩn bị cấm đầu ra chết nữa chứ có chuyện gì đâu mà căng, chuyện gì đâu mà ngó căng. Rồi nghĩ lại ba nó mắc cười điện các bạn, mình với con ga dách là mà 4 thằng nó bu vô đá sau. Oh, nhìn thấy tội nghiệp luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè. Thôi bây giờ mình sẽ nói về cái build đồ của mình ngày hôm nay nha. Lý do là mình sử dụng bộ ngọc là xiên giáp phép nha. Cho nên là trận đấu này ở sáu thứ hai mình không lên đôi giày cơ mũ sim la các bạn ơi, mình không lên giày phép nha. Mà thay vào đó mình sẽ lên đôi giày, đó là đôi giày kiên cường nha. Ok, cái số đầu tiên của mình đó chính là cái cục màu vàng vàng nha các bạn. Tại mình quên tên nữa rồi các bạn ơi. Cái cục màu vàng vàng để lên cái ngọc đại pháp sư các bạn. Cái cục vàng vàng mà mỗi khi mà các bạn lên cấp á là các bạn sẽ được hồi máu á các bạn. Cái số thứ hai là giày kiên cường nha. Và cái số thứ ba đó chính là cái trượng bùng nổ nè. Và cái số thứ tư là mình lên cái dương miệng nè. Và cái số thứ năm là mình lên cái mặt nạ mà mặt, cái mặt nạ là cái mặt nạ ma quái. Trời, bố mày lại sợ mày quá cơ, có 3 thằng đó à. Trời ơi, em giỡn anh ơi. Anh ơi, em giỡn anh ơi, bình tĩnh tự tin và đừng cây cũ anh ơi. À, trời happy, trời anh làm gì tôi. Ô mấy anh định làm gì tôi, à, anh ơi làm gì tôi. À, trời ơi, sao anh không làm gì tôi. Một đùi luôn các bạn ơi. Con hết của tụi bay cái gì vậy. Mấy ngày nó cây cú này sao các bạn ơi. Ô nó kéo nguyên cái bậc, nó kéo nguyên cái dòng họ lên dưới mình luôn các bạn ơi. Trời ơi sợ quá luôn á. Trời ơi hên mà cái tổ lái cái tay này nó cứng đó các bạn, không là nãy giờ cũng xanh cỏ tụi nó rồi các bạn ơi. Trời ơi mấy ông nội làm cái ghê quá trời luôn vậy đó. Đây là cái số thứ năm là mình lên cái mặt nạ ma quái nha. Còn nếu mà các bạn muốn chơi full phép á thì các bạn lên cho mình. Nó sao đây các bạn, tao đã được bò ma mày đây chu cái đầu xanh lắm. Ông đầu mình đã thằng con chó nhập viện luôn hả ta. Đâu anh xin lỗi con chó nhiều nha. Trời ơi, ôi nay liên quân có chế độ đá ồ nữa trời. Trời ơi mình đá một phát một súng cái răng cửa gấu chó luôn các bạn ơi. Trời ơi luôn. Thì là nếu mà cái số thứ năm á các bạn mà có muốn lên cái full phép á thì các bạn lên cái trượng hỗn mang luôn cho mình, là các bạn chọi mát phe luôn các bạn, chọi cái nào là thấm cái đó đó nha. Và cái số cuối cùng á là mình lên cái gọi là cái cây gì mà cái quyền trượng rồi HIEA nó xanh các bạn ơi. Bố mày xanh rồi, xanh rồi, xanh cỏ rồi, cái đậu xanh nó luôn. Nó chơi hội đồng không à các bạn ơi, không sống sót được luôn. Đó, sau cuối á mình lên chắc là cái trượng mà cái quyền trượng mà để hút máu phép á các bạn. Và mỗi khi mà mình bị sát thương là được cộng thêm giáp ảo á các bạn ơi. Sau khi lên được thành công sau đó thì mình sẽ quay lại cái số thứ năm, mình lên cái trượng hỗn mang. Còn nếu mà các bạn thích lên phương phép thì các bạn cứ lên cái trượng hỗn mang trước đi, rồi các bạn cái số cuối các bạn lên cái quyền trượng hút máu nha. Còn nếu mà các bạn lại muốn không chơi theo kiểu hút máu nữa, không lấy một cái lượng giáp ảo luôn, các bạn lên thẳng với mình cái sát thánh luôn thì thử xem nếu mà full phép vậy là nó sẽ thấm như thế nào nha. Và
chúng ta còn ở cái shop đầu tiên nữa, chính là cái cục màu vàng vàng đó các bạn. Lên xong hết đi các bạn bán, mà hình như là ở cái món đồ đó thì ở giai đoạn level 14, 13, 14 gì đó các bạn bán cho mình luôn đi, để các bạn lên những cái món trang bị khác nha, chứ để vậy là mình bị mất một cái ô đồ đó. Ok, thì cái số cuối vậy các bạn lên cái gì tùy các bạn nha, tùy theo cái trận đấu, tình hình trận đấu mà các bạn canh các bạn lên nha. Có thể là giáp khủng mệnh hoặc là cái gì vân vân đó, thiên về cho vị tướng phép thì các bạn lên nha. Cái build đồ của mình ngày hôm nay là vậy, còn bộ ngọc á mình sẽ để trong phần mô tả nha các bạn ơi. Tem của mình nó on luôn rồi, chắc là cái cờ nhiếp của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhiếp của mình. Nếu các bạn thấy cờ nhiếp của mình hay và ý nghĩa nè, tạo tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi các bạn xem, thì đừng quên để lại một like và một comment để cái kênh của mình nó được phát triển nha. Và nhớ, bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình nha, để mình nhanh đạt được con số 1 triệu subscribe nha, để lãnh cái nút vàng. Sorry các bạn, để lãnh cái nút vàng từ YouTube bé nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhiếp tiếp theo.